Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cựu tướng Võ Tiến Trung là cựu giám đốc Học viện Quốc phòng đòi phản đối Mỹ gây bất ổn ở Biển Đông. Trong lúc, các báo nhà nước đang tin phản đối hành vi gây hấn của Trung Cộng trên Biển Đông thì một cựu thượng tướng của đội Cộng sản Việt Nam ông Võ Tiến Trung lại lên tiếng đòi phản đối Mỹ Báo dân Việt dẫn lời của ông Võ Tiến Trung nói, Mỹ đến Biển Đông và có hành động với Trung Quốc là vì mục đích của họ, không phải đơn thuần để giúp đỡ Việt Nam hay các nước ASEAN trong việc bảo vệ chủ quyền. Hành động của Trung Quốc và Mỹ đã gây bất ổn và căng thẳng trên khu vực Biển Đông. Trung Quốc diễn tập quân sự trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam là vi phạm chủ quyền, còn Mỹ cũng tiến hành tập trận gần khu vực Trung Quốc tập trận cũng là hành động gây căng thẳng. Ông Võ Tiến Trung, cựu giám đốc Học viện Quốc phòng, cựu ủy viên Trung đảng Cộng sản Việt Nam nói thêm rằng Việt Nam cần yêu cầu hai bên Mỹ và Trung Quốc hết sức kiềm chế, dừng ngay và không để lặp lại các hoạt động gây bất ổn, vi phạm đến chủ quyền của chúng ta, Việt Nam và các nước ASEAN. Hồi tháng 10 năm 2019, cũng trên báo Dân Việt, tướng Trung nhấn mạnh rằng thảo luận về tình hình Biển Đông ở Hội nghị Trung ương 11 là nhằm giữ được chủ quyền, môi trường hòa bình để xây dựng phát triển đất nước và mối quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Ông cũng nhắc lại thời điểm Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam vào năm 2014. Một nhiệm vụ tối ưu của Cộng sản Việt Nam là giữ mối quan hệ Trung Quốc Việt Nam không bị căng thẳng đổ vỡ. Đến nay chưa thấy bà Lê Thị Thu Hằng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam công khai phản đối các hoạt động của tàu chiến Mỹ tại Biển Đông như lời của ông Trung. Một tweet của bà Lê Thị Thu Hằng hôm 2 tháng 7 viết việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đi ngược lại tinh thần DOC tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông làm phức tạp tình hình không có lợi cho quy trình đàm phán COC, Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Hiện nay giữa ASEAN và Trung Quốc và việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở biển Đông. Cùng thời điểm báo Thanh Điên dẫn lời phát ngôn của bà Hằng, thời gian tới hai bên Hà Nội và Washington sẽ tiếp tục hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn giữa quan hệ Việt Nam và Mỹ, góp phần duy trì hòa bình ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và thế giới. Tuy vậy, bà không bình luận trực tiếp vào việc liệu hai nước có nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược trong năm nay hay không. Đáng lưu ý, tướng Võ Tiến Trung từng được sắp đặt để nâng bi ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt ở lại làm Tổng Bí Thư hồi Đại hội 12 vào tháng riêng năm 2016. Tuy đã nghỉ hưu vài năm qua, nhưng vị Thượng tướng của đội Cộng sản Việt Nam được ghi nhận vẫn thường xuyên lên tiếng trên báo đảng nhằm định hướng công luận về các chủ đề liên quan đến Biển Đông và Trung Quốc. Trong khi Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từng phát biểu hồi tháng 4 năm nay rằng Việt Nam đã biết ai là bạn thân, ai là đối tác, ngụ ý những quấy nhiễu tiếp tục của Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông và những hành động cụ thể bênh vực cho Việt Nam, thì Thượng tướng Võ Tiến Trung lại đánh đồng các cuộc tập trận của Mỹ và Trung Quốc rằng cả hai nước chỉ đang diễu võ rừng ngoài mà thôi. Báo Dân Việt hôm 8 tháng 7 thực hiện một cuộc phỏng vấn với Thượng tướng Võ Tiến Trung liên quan đến sự kiện Trung Quốc tập trận tại khu vực quần đảo Hoàng Sa từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 và việc Hoa Kỳ đưa tàu chiến đến vùng biển Đông để tập trận. Thượng tướng Võ Tiến Trung, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên giám đốc Học viện Quốc phòng, trong cuộc phỏng vấn này cho rằng hành động tập trận của Trung Quốc trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đồng thời hành động của Mỹ trên Biển Đông là nhằm dằn mặt Trung Quốc muốn khẳng định vị thế siêu cường số 1 về quân sự và kinh tế, không để cho Trung Quốc trỗi dậy và đe dọa đến vai trò của Mỹ. Ông tướng Võ Tiến Trung còn nhấn mạnh rằng động thái tập trận của Mỹ và Trung Quốc nhằm giễu võ dương oai. Tuy nhiên, hai quốc gia này đã gây ra sự bất ổn và căng thẳng tại Biển Đông. Vị tướng của Việt Nam lưu ý Mỹ tập trận ở Biển Đông không phải để ủng hộ việt nam bảo vệ chủ quyền do đó việt nam cần phải phản đối tất cả các hành vi vi phạm chủ quyền của việt nam của các nước asean và tướng võ tiến trung kêu gọi khối asean phải đoàn kết trong việc phản đối mỹ và trung quốc tập trận ở biển đông cũng như tỏ thái độ để hai nước này kiềm chế hành động của họ không gây phức tạp thêm và đặc biệt không được lặp lại Nhà nghiên cứu Biển Đông Thạc sĩ Hoàng Việt vào tối 9 tháng 7 lên tiếng với phóng viên rằng nhận định và tuyên bố của tượng tướng Võ Tiến Trung cho thấy ông là tướng nhưng chưa chắc ông nắm vững nắm sâu được vấn đề vì ở Việt Nam có nhiều tướng lắm, những tướng trong lĩnh vực nào và phát biểu dưới góc độ gì. Cá nhân tôi thì cho rằng nhiều khi ông không hiểu vấn đề, phải nói rõ gần đây nhất. Trong bài viết của một giáo sư Trung Quốc, ông Ngô Sĩ Tồn thì ông đã đặt ra một vấn đề là tình hình biển Đông rất đáng lo ngại và điều này bắt nguồn từ hai nguyên nhân. Theo ông Ngô Sĩ Tồn, nguyên nhân thứ nhất là Mỹ kích động quân sự hóa tại biển Đông và thứ hai là các nước ASEAN trong đó có Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và một và đã cùng với Trung Quốc tạo ra ảnh hưởng đến vai trò của Trung Quốc. Thế thì chúng ta phải đặt ra vấn đề là ông tướng Võ Tiến Trung phải hiểu ra vấn đề rằng không phải Mỹ hay các nước ASEAN đã gây ra căng thẳng ở biển ở biển Đông mà chúng ta chỉ chỉ ra trực tiếp vấn đề là căng thẳng biển Đông bắt đầu từ Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu vào ngày 9 tháng 7 cũng đăng tải một bài viết trên trang Facebook cá nhân của ông để phản đối, phản biện lại đối với thượng tướng Võ Tiến Trung. Trong bài viết có nhan đề ông Võ Tiến Trung đừng nhầm lẫn kẻ thù xâm lược trên biển. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu trưng dẫn những bằng chứng chứng minh Trung Quốc có những hành động vi phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Các bằng chứng đó xuyên suốt từ cuộc chiến chiếm Hoàng Sa hồi tháng riêng năm 1974 kéo dài cho đến mới nhất là 4 tháng 7 đã cho tàu hải cảnh 5402 tiến sát một cách khiêu khích đến giàn khoan khai thác tại mỏ khí Lan Tây thuộc lô 06.1 mà Việt Nam đang khai thác. Sau đó 2 ngày, vào ngày 6 tháng 7, tàu hải cảnh của Trung Quốc 5402 còn di chuyển đến giếng dầu mỏ phong lan dại ở khoảng cách 2,5 hải lý. Qua liệt kê một số những diễn tiến quan trọng rõ ràng mà phía Trung Quốc muốn quấy phá vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đề cập đến vấn đề rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam có phản đối Mỹ tập trận không? cũng như các nước ASEAN có nước nào phản đối Mỹ tập trận hay không. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đưa ra câu hỏi rằng vì sao ông tướng Võ Tiến Trung lại không nhìn nhận được sự hiện diện của Hải quân Mỹ là vô cùng quan trọng và có lợi cho Việt Nam. Và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu tự trả lời rằng phát biểu của tướng Võ Tiến Trung không đại diện cho trí tuệ và dũng khí của tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên gia nghiên cứu độc lập khẳng định phát biểu của Thượng tướng Võ Tiến Trung chỉ là quan điểm cá nhân mà không đại diện cho bất kỳ một ai. Ông đã không hiểu được tình hình quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ bây giờ như thế nào. Thứ hai là chính sách của Mỹ ở châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương như thế nào, ông cũng không nắm được. Thậm chí, ông không hiểu được là Trung Quốc gây hấn ở trên Biển Đông chỉ là diễu võ dương oai mà còn các mục đích rất rõ là độc chiếm biển đông. Tiến sĩ Hào Hoàng Hợp còn đưa ra thêm những bằng chứng cho thấy động thái gây hấn của Trung Quốc ngày càng nhiều không chỉ ở khu vực biển đông. Mặc dù là trong thời đại dịch virus đất vũ hán, nhưng họ làm nhiều chuyện khắp nơi, cả ở biển đông, Hoàng Hải, eo biển Đài Loan biển đông ở cả trường sa và hoàng sa rồi trên cả đường giao thông hàng hải qua eo biển philippines và hai eo biển thuộc indonesia rồi eo biển malacca giữa ấn độ dương và thái bình dương trung quốc cũng đưa tàu đến vùng biển đó khá đông thế thì thật sự mà nói là trung quốc đang có một kế hoạch bành trướng và dùng sức mạnh ở trên biển để có thể có các liên quan trong đó có việt nam mà mất cảnh giác thì họ sẽ có xung đột Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp luật, lập luận rằng Thượng tướng Võ Tiến Trung phát biểu như thế là do đã không đọc về chính sách của Hoa Kỳ ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Chuyên gia nghiên cứu độc lập tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói rằng ông tướng Võ Tiến Trung đã không hiểu gì về nước Mỹ có lợi ích quốc gia ở Biển Đông. Trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ có 4 điểm lớn mà trong đó điểm thứ hai là điểm quan trọng, bảo vệ hòa bình bằng sức mạnh cho nên, việc Mỹ tập trận là góp phần bảo vệ cho lợi ích của tất cả các quốc gia, trong đó có lợi ích của nước Mỹ. Tiến sĩ Hà Hoàng hợp còn lập luận rằng có thể phát biểu của tướng Võ Tiến Trung ngầm ý rằng Việt Nam có những quan điểm khác nhau hoặc có thể hiểu là mặc dù Việt Nam có thay đổi rất lớn trong mối quan hệ quốc tế, nhưng cũng có những người chống lại sự tiến độ đó. Về lời kêu gọi của thượng tướng Võ Tiến Trung liên quan đến việc các nước ASEAN đoàn kết để phản đối Trung Quốc và Hoa Kỳ gây bất ổn và căng thẳng trên biển Đông. Thạc sĩ Hoàng Việt cho biết Việt Nam trong vai trò chủ tịch ASEAN 2020 gặp không ít trở ngại và thách thức vì ảnh hưởng của đại dịch virus Vũ Hán. Việt Nam có rất nhiều dự định trong việc thúc đẩy và đoàn kết trong khối ASEAN, đặc biệt trong vấn đề biển Đông. Nhưng 6 tháng đầu năm 2020, đại dịch virus Vũ Hán khởi nguồn từ Trung Quốc đã ảnh hưởng rất nhiều đến Việt Nam trong vai trò của Chủ tịch ASEAN. Mặc dù vậy, Việt Nam đã cố gắng hết sức qua cuộc họp online gần đây nhất để đưa ra một số tuyên bố chung của ASEAN, trong đó sử dụng UNCLOS 1982 làm nền tảng giải quyết các bất đồng trong khu vực trên Biển Đông. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Christensen liên liên tiếp lên tiếng phản đối Trung Quốc can thiệp vào việc khai thác dầu khí ở biển Đông. Chúng tôi phản đối những nỗ lực của một số nước trong khu vực nhằm cố gắng can thiệp vào hoạt động thăm dò năng lượng vốn đã được lâu đời ở biển Đông, bao gồm Việt Nam tại những lô đã được thiết lập lâu nay. Đại sứ Christensen Brink phát biểu trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả trên Vietnamnet hôm 7 tháng 7. Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là các quốc gia không sử dụng vũ lực hoặc hành động cưỡng ép hoặc bắt nạt để tìm cách thúc đẩy lợi ích của họ. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói thêm. Trước đó tại một cuộc họp báo hôm 2 tháng 7 nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ Việt Nam, đại sứ Christian Brink đã lên tiếng phản đối các hành động của Trung Quốc trong việc can thiệp và cản trở các quốc gia khai thác dầu khí trên Biển Đông. Đặc biệt, chúng tôi phản đối Trung Quốc cố gắng cản trở các quốc gia ASEAN tiếp cận khai thác nguồn tài nguyên trị giá 2.500 tỷ đô la tại vùng biển này. Truyền thông trong nước dẫn lời của ông Chris Tenbrink nói, Chúng tôi cho rằng Trung Quốc đã lợi dụng cuộc khủng hoảng của đại dịch virus Vũ Hán để tăng cường khiêu khích và thể hiện sự hiếu chiến trên Biển Đông vì lợi ích của họ. Mỹ phản đối Trung Quốc hay bất kỳ nước nào sử dụng các biện pháp cưỡng ép để gia tăng các tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Trung Quốc cần dừng lại các hoạt động mang tính khiêu khích làm ảnh hưởng đến sự ổn định trong khu vực, báo Thanh Liên dẫn lời đại sứ Mỹ nói. Ông nói, chúng tôi sẽ hợp tác với các quốc gia trong khu vực để thúc đẩy giải pháp hòa bình cho những tranh chấp trên Biển Đông cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có hợp tác với các nước ASEAN và các tổ chức quốc tế khác để đảm bảo duy trì tự do hàng hải, quyền bay ngang qua các hoạt động thương mại không bị cản trở trong khu vực này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.